Nếu bạn đang muốn thay đổi một cách ăn mới, một trải nghiệm mới thú vị từ quả nho, thì quả nho nhỏ như hạt tiêu này sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình tìm mua được một loại quả nho mà ngoại hình của nó phải nói là siêu cưng và siêu đáng yêu luôn á. Và nhìn nguyên chùm nho bé xíu như thế này á, thì kích thước rất là chênh lệch so với các chùm nho thông thường mà mình vẫn thường hay thấy và ăn. Và có thể nói đây được coi là loại nho nhỏ nhất thế giới mà mình có thể ăn được. Vì các loại nho nhỏ nhất thế giới thì cũng còn rất là nhiều loại. Và trong những cái loại mà mình biết thì hầu như là những loại nho không ăn được thôi à. Còn cái loại này thì mình hoàn toàn có thể ăn được và ăn cũng rất là ngon nha mọi người. Hương vị của nó thì cũng phổ biến và giống như các loại hương vị nho thông thường khác mà mình vẫn thường hay ăn. Nó chua chua ngọt ngọt một chút và cái độ ngọt của nó là 7 phần và chua thì 3 phần thôi mọi người. Cái kiểu mà nó chỉ chua nhẹ thôi á, và có những cái chùm mà nó chín kỹ rồi thì ăn rất là ngọt luôn. Nhưng mà ấn tượng nhất là khi mà ăn thì đúng là rất là thú vị nha. Nếu mà bạn nào đang muốn thay đổi một cách ăn mới, một trải nghiệm mới thú vị từ quả nho, thì quả nho nhỏ như hạt tiêu này sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Cho nguyên chùm nho vào miệng và ăn như thế này thì khi mà mình nhai cảm giác nó giống như là nó nổ bụp bụp trong miệng mình vậy á, thật sự rất là thú vị luôn. Và giống như mấy cái hạt thủy tinh hương nho trong cái topping trà sữa mà mình vẫn thường hay ăn đó mọi người. Nói chung rất là ok và nên thử nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem, bye bye.